chuyển khoản hoặc ship code để là hai phương thức thanh toán phổ biến khi mua các sản phẩm tại mỹ phẩm chính hãng Long An. Với hai phương thức thanh toán này, khách hàng thực hiện cực kỳ đơn giản, an toàn, nhanh chóng. Phương thức thanh toán. Cảm ơn quý khách đã đặt hàng tại chúng tôi. Quý khách thanh toán theo các hình thức sau. Một, thanh toán trực tiếp tại văn phòng chúng tôi. Mỹ phẩm chính hãng Long An, 10-1A Cù Khắc Kiệm, Khánh Hậu, Tân An, Long An. Call 0344587575. Hai phương thức ship code. Với phương thức này, khách hàng sẽ trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra. Lựa chọn hình thức này, khách hàng sẽ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Nếu hàng lỗi, không đúng, khách hàng có thể từ chối nhận và không thanh toán tiền. Tuy nhiên, hình thức này thường sẽ mất nhiều thời gian kể từ khi đặt hàng đến lúc nhận, phụ thuộc vào năng lực và mạng lưới của đơn vị vận chuyển. Bên cạnh đó, giá thành sản phẩm có thể cao hơn do hãng phải trả một phần phí cho đơn vị thu hộ. Như vậy, với ưu nhược điểm của hai phương thức chuyển khoản hoặc ship code, khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn. Hãng mỹ phẩm chính hãng Long An luôn sẵn sàng chấp nhận theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời cam kết về chất lượng sản phẩm đúng như quảng cáo và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin cá nhân khách hàng. 3. Thanh toán qua ATM nội địa Internet Banking. Chỉ cần có thẻ ATM nội địa, quý khách có thể dễ dàng thanh toán bằng cách chuyển khoản đến số tài khoản của mỹ phẩm chính hãng Long An. Nhận hàng nhanh chóng chỉ từ 3 đến 7 ngày. Ngay sau đó, hãng sẽ xác nhận và hoàn tất quá trình bàn giao giữa hãng và khách hàng. Về nội dung chuyển khoản, khách hàng vui lòng ghi như sau: họ tên, cách số điện thoại, cách mã đơn hàng, thông tin số tài khoản 0701018197123 của ngân hàng Sacombank, 48069992184834310 liên diện Postbank, 4 quy định hoàn trả tiền khi thanh toán trực tuyến. Trong trường hợp quý khách hàng đã mua hàng và thanh toán trực tuyến thành công nhưng trả lại sản phẩm do bị lỗi, chúng tôi sẽ hoàn tiền vào thẻ quý khách dùng để thanh toán. Thời gian nhận được tiền hoàn từ 7 đến 10 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đề nghị của khách hàng.